đẹp, rất là đã mắt, rơi nước mắt mấy lần luôn, trông rất là hoành tráng và trông siêu đẹp luôn. Your time will come, Diana. You'll become all that you dream of and more. Về phần một bộ phim thì mình ấn tượng thứ nhất chị Wonder Woman rất là xinh. Thứ hai đó là chị rất là mạnh mẽ cũng như chuyện tình của chị rất là đẹp. Nếu bắt để nói phần 1 của Wonder Woman có lẽ là được ấn tượng bởi vẻ đẹp này và sự mạnh mẽ của nàng Wonder Woman, và còn cả là tình yêu đẹp của hai người nữa. Điều mà Linh ấn tượng nhất ở phần 1 đó là nữ chính Gal Gadot có cái cảnh quay là cầm kiếm và lao từ bên trên xuống, trông rất là hoành tráng và trông siêu đẹp luôn. Và với phần 2 này, sau khi mà cũng coi trailer thì cũng thấy cũng có nhiều cái đổi mới. Còn cái nội dung câu chuyện thì cũng chưa biết thế nào, nhưng mà rất ấn tượng với những bộ giáp mà Wonder Woman đã mặc trong cái trailer. Và trong phần 2 thì khi mà xem trailer thì cái mình ấn tượng đầu tiên là phần âm nhạc. Tại vì âm nhạc Rico rất là hay và Kimmy rất là thích. Cảm nghĩ của mình sau khi mà xem cái bộ phim này á, thì cảm giác rất là đã mọi người, mình chỉ dùng cùng từ đã thôi. Và nói chung á, là có rất là nhiều cảnh mà tụi mình phải kiểu như là ồ quá wow, hoặc là vỗ tay, cả rạp đều phải vỗ tay hết, tại vì rất là sướng. Mà nhất là cái cảnh mà chắc các bạn cũng hay xem trong trailer cũng thấy là cảnh mà chị Bình Đường của mình mặc một cái bộ giáp màu vàng xuất hiện, trời lúc đó là vỡ òa luôn. Và nói chung á, đây là một bộ phim rất là đáng xem. Hiển nhiên là mình luôn dành ưu tiên cho nhân vật Wonder Woman. Không chỉ là về ở trong phim của cô, Hen đã xem rất là nhiều cái phim của cô đóng thì Hen luôn luôn dành sự ưu tiên và sự quan sát đặc biệt dành cho cô. Nhưng mà ngày hôm nay cái nhân vật nhí của Wonder Woman, Diana, cô công chúa, thì Hen thấy tức là một cái cô bé rất là nhỏ mà cái khởi đầu phim đã làm cho Hen cảm rất là nhiều cảm xúc. Tức là một cô bé rất là nhỏ nhưng mà luôn luôn có sự gọi là máu chiến ở trong con người của mình, thì đó cũng là một nhân vật rất là tuyệt vời. Em thì thích nhất là nhân vật Steve. Tại vì em đã xem từ phần 1 tới phần này rồi, thì phần nào anh cũng là người hy sinh rất là anh dũng. Tuy là bộ phim nói về Wonder Woman nhưng mà mình có thể thấy là ngoài cái nhân vật chính ra thì nam diễn viên chính cũng phải hy sinh rất là nhiều. Nó mang cái ý nghĩa nhân văn rất là cao luôn. Thì em thấy thích nhất là anh diễn viên chính. Đối với anh Phương á, thì Phương cảm thấy là bộ phim này nó gọi là đạt được những gì mà mình kỳ vọng về một bộ phim mà nó đẹp và nó rất là tôn vinh nữ quyền, nhưng mà làm một cách rất là nhẹ nhàng, nó không có bị kiểu ok tôi là nữ thì tôi sẽ chiến thắng hay là như vậy. Đó, có rất là nhiều cung bậc cảm xúc, có thể là về tình cảm cũng có, cái xong rồi mọi thứ nó rất là touching, và anh Phương rất là thích những cái yếu tố về mặt tình cảm trong cái bộ phim này. Mình nghĩ là phim này các bạn nên đóng bỉm trước khi xem, không nên bỏ lỡ một phút giây nào trong cái thời gian chiếu phim, nhất định là không thất vọng đâu. Và mọi người hãy tới rạp ngay để xem bộ phim bom tấn nhất năm nay.